Em thích là đáp án A nên em sẽ chọn đáp án đầu tiên là đáp án sớm nhất. Là Dạ, khi mà cắn miếng đầu tiên thì em cảm giác ngập răng. Thưa chị, sự kết hợp khá là lạ. Xin chào các bạn, mình là Kev tới từ Vietcetera. Các bạn có phải là một tín đồ của pizza hay không? Các bạn có yêu thích hai topping là pate và lạp xưởng có ở trong món xôi mà chúng ta hay ăn hay không? Các bạn nghĩ sao về mà chúng ta kết hợp hai cái topping này cùng với phô mai béo ngậy ở trong một chiếc pizza? Thì đây chính là một sản phẩm mới tới từ nhà Pizza Hut mang tên Pizza Pate Lạp Xưởng. Hôm nay Vietcetera có mặt ở đây, trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để cùng đem tới sản phẩm độc đáo này tới các bạn khán giả, cũng như là để xem liệu họ có phản ứng như thế nào với sản phẩm này nhá. Let's go. Hello Hot Lover. Hôm nay Trang sẽ giới thiệu với các bạn chiếc. Ê, thưa rồi Trang ơi. Để mà giới thiệu về pizza pate lạp xưởng thì đường phố mới là nơi mình bắt đầu. Let's go. Anh vẫn luôn tự tin, dậy sáo khi mà qua đường, tốt nghiệp trước khi được ra trường, hơn gần to đến mức mặt sáo đã thấy cả ba sườn, bài nhạc từng biết hồi xưa có trên nghe còn loa phường. Với tất cả cảm hứng anh có thì đường phố đó chính là ba đường GRD. Có nhớ được là màu nhận diện của Pizza Hut là màu gì không? Màu đỏ. À, màu đỏ gì? Là màu đỏ đen. Màu đỏ. Dạ, màu nhận diện thương hiệu của Pizza Hut không màu khác, đó chính là màu đỏ nha mọi người. Theo bạn thì Pizza Hut đã có tại Việt Nam từ năm bao nhiêu? Em thích là đáp án A nên em sẽ chọn đáp án đầu tiên là đáp án sớm nhất. Là 2006. Năm 2006. Thì em đoán là 2008. 2008. Nghĩ là năm 2006 ạ. Ok, đáp án chính xác sẽ là sớm hơn đó 2 năm là 2006. Pizza Hut có bao nhiêu cửa hàng tại Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại? Anh nghĩ khả năng 112. Dạ, em đoán chắc tầm 50 cửa hàng hoặc hơn. 112 cửa hàng ạ. Với cái sự phát triển của Pizza Hut rộng rãi và cái độ phủ sóng cao như vậy thì em nghĩ Pizza Hut đã có 112 cửa hàng. Pizza Hut đã cho ra mắt một sản phẩm mới có sự kết hợp của pate và lạp xưởng. Mời bạn trải nghiệm nha. Và là cái vị pizza mới của Pizza Hut là pate lạp xưởng thì em cảm thấy như nào? Dạ, rất ngon. Rất ngon. Em thấy nó khá là hài hòa, với lại nó đỡ phần ngán. Cái vị đầu tiên mà em cảm nhận là vị lạp xưởng, nó rất là rõ. Cắn vào một phát là mình cảm nhận được ngay cái vị pate luôn mà. Thấy hơi lạ. Nó béo vị của phô mai thôi. Dạ, ngon. Thì bọn tớ có một chiếc voucher từ Pizza Hut muốn gửi tặng hai bạn. Các bạn có thể đổi với một pizza pate lạp xưởng. Mong bạn có thể trải nghiệm tốt tại cửa hàng Pizza Hut ha. Yeah. Cảm ơn bạn. Cảm ơn hai bạn. Xin mời. Ok, cảm ơn hai bạn nhiều nha. Cảm ơn anh nhiều. Vậy thì sau một ngày mình đã dạo quanh trung tâm quận 1 thì tớ cũng đã thu thập được kha khá ý kiến của các bạn về món pizza pate lạp xưởng mới của Pizza Hut. Đó là mới, lạ, kết hợp hài hòa của các nguyên liệu là pate, pizza và lạp xưởng. Mong rằng là sau khi xem xong clip này các bạn sẽ tới ngay Pizza Hut để thử món mới này nhá. Còn tớ thì bây giờ đã có voucher rồi. Đi thôi.